Hôm nay tôi xin giới thiệu bạn một con phố mới của thành phố Hà Nội chúng ta, là phố Tăng Khương. Tại kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 ngày 5 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên cho 42 tuyến đường phố mới trên địa bàn 17 quận huyện của thành phố. Trong đấy có phố Tăng Khương ở quận Đống Đa. Phố Tăng Khương được bắt đầu từ nhà số 10 của phố Tôn Thất Tùng. Đây là nơi giao tiếp giữa phố Tăng Khương và phố Tôn Thất Tùng. Đối diện phía bên kia có một con ngõ nằm giữa nhà E3 và nhà E5 của trường Đại học Y Hà Nội, nối ra phía đằng sông Lừ của trường Đại học Y Hà Nội. Phố Tăng Khương từ phố Tôn Thất Tùng đi vào, từ nhà ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng đi vào, và tiền thân của nó là ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng, bởi vì phố Tăng Khương được bắt đầu từ nhà số 10 của phố Tôn Thất Tùng. Đấy, trước đây phố gọi là ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng. Bên tay phải là cái bờ tường trường học, ở bên tay trái là đã bắt đầu hình thành nên các cái hàng quán. Những hàng quán này là những ngôi nhà được làm thêm ra của mảnh đất nếu không, từ những nhà ở tầng 1 của nhà tổng B4 của tập thể Đại học Y khoa Hà Nội. Đấy, người ta làm trên mảnh đất nếu không và nay hình thành con phố, thì người ta mở các cửa hàng, cửa hiệu nhìn ra phố Tăng Khương. Chúng ta thấy trên các cửa hàng, cửa hiệu ở phía ngoài, mặt ngoài phố, và phía đầu của phố Tăng Khương này vẫn còn nhiều cửa hiệu ghi là ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng. Bởi vì biển phố Tăng Khương cũng mới chỉ được treo lên cách đây một thời gian không lâu, khoảng 2 tháng gì đấy. Đến đây là giai đoạn giao thời. Và nhiều có cửa hiệu thì mang tên đã ghi là phố, địa chỉ là phố Tăng Khương. Còn bên tay phải ra đây thì hoàn toàn là bờ tường của trường cấp 2 Khương Thượng. Đấy. Và bên tay trái vẫn còn lác đác một số các cái cửa hàng, cửa hiệu cái tên là ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng. Đấy. Bên tay phải là bờ tường của trường cấp 2 Khương Thượng, và trường cấp 2 Khương Thượng cũng đã mở cổng phụ, một cổng phụ ra phố Tăng Khương. Đấy. Ở cuối phố chúng ta thấy đều có hai cái bốt điện mới được dựng lên, và đây là nơi bán hàng của một số người bán bỏng ngô, bán những bánh phồng phành, bán chuối khô, khoai khô, để rẽ vào một con ngõ. Con ngõ này cũng là gọi là ngõ 2 của phố Tăng Khương. Nhưng thực ra ngày xưa đây là ngách 10 trên 2 của ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng. Nay ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng đã được nâng cấp lên thành phố Tăng Khương, thì ngách 10 trên 2 cũng đã được nâng cấp lên thành ngõ 2 của phố Tăng Khương. Đây là con ngõ cũng tương đối rộng. Đấy, và đây là địa giới phân chia giữa hai phường. Từ ngõ 2 phố Tăng Khương hắt ra phía ngoài phố Tôn Thất Tùng, cũng như về ở cuối nhà B4 khu tập thể Đại học Y khoa Hà Nội hắt ra thằng phố Tôn Thất Tùng, đấy là địa phận của phường Trúc Tự. Còn từ ngõ 2 của phố Tăng Khương hắt đi vào thì bắt đầu chúng ta đi sang địa bàn của phường Khương Thượng. Hiện tại giờ chúng ta đang đi trên bên tay phải của phố Tăng Khương. Đấy, bên tay phải của Tăng Khương, và bên kia cũng là của phường Khương Thượng. Bên kia là cụm dân cư, là những khu dân cư cũ của làng Khương Thượng cũ. Đấy, nay tiếp giáp với phố đã được xây dựng lên thành nhà rất là đẹp, bởi vì dân cư đã rất là đông rồi, và những nhà đấy cho nên khi ngõ chuyển thành phố thì người ta bung ra, người ta xây lên nâng cấp nhà cửa. Đấy, cho nó hài hòa diện mạo phù hợp với một con phố. Và bên tay phải như chúng ta nhìn đây, đấy, cũng là sau khi ngõ được nâng cấp lên thành phố thì người ta cũng đua nhau xây các cái nhà cao tầng, đều lên 4-5 tầng cả, và tầng 1 đều trở thành các cái cửa hàng bán hàng. Bên tay phải chúng ta là đang hiện ta đang nhìn thấy đây là cụm dân cư số 9 của phường Khương Thượng. Đấy. Cư số 9 của phường Khương Thượng rất nhanh chóng khi ngõ lên thành phố.
thì mọi người ở mặt ngõ cũng rất nhanh chóng xây dựng nhà cửa để hình thành nên một con phố mà dáng dấp thương mại hiện đại. Rất nhiều các công ty, các cửa hàng đã vào đây thuê và mở cửa hàng. Đây, hiện tại chúng ta nhìn xem tí tận vào đoạn này rồi vẫn có những cửa hàng. Đây là tên phố là ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng. Đây là địa chỉ một trong cửa hàng lấy tên theo cái địa chỉ cũ. Nhưng cũng bắt đầu đã có những cửa hàng để tên theo địa chỉ mới là phố Tam Khương. Phố Tam Khương tiền thân trước đây dưới mặt phố này là một con mương nước. Nay con mương ấy đã được cái dự án công hóa của thành phố đã làm thành mặt đường của phố Tam Khương. Và trước hai bên hè phố của phố Tam Khương đây là những cái đường ngách nhỏ đi vào, còn cái mương nước ở giữa. Chúng ta bắt đầu nhìn sang một cái ngõ mà có cái biển đỏ đỏ bên kia. Đây cũng là một cái mốc giới cần phải ghi nhận. Đây là cái ngõ số 43 của phố Chùa Bộc. Từ ngõ này chúng ta đi thẳng là xuyên ra sang phố Chùa Bộc. Đấy, đây là cái mốc giới. Hai bên ngõ này thì vẫn là đất của phường Khương Thượng, nhưng chỉ qua bên ngõ 43 một tí, qua 1-2 số nhà. Qua 1-2 số nhà là chúng ta đến cái cửa hàng đang đóng cửa kia, là chúng ta đã bước sang đất của một phường khác. Đấy là phường Trung Liệt. Đấy. Qua cái cửa hiệu, qua cửa hàng, đi lên đến cái cửa hàng đang đóng cửa đây là chúng ta đã đi sang địa bàn của phường Trung Liệt. Đây, hiện tại chúng ta đang đứng trên địa bàn của phường Trung Liệt. Đấy. Như vậy ở chỗ này bên tay phải là phường Trung Liệt. Còn nhìn sang, chúng ta vẫn đang đi trên phường Trung Liệt. Đấy, bắt đầu vẫn còn những cái bờ tường của trường đại học thủy lợi. Và bên tay trái, chúng ta nhìn sang bên tay trái đấy, thì vẫn là đất của phường Khương Thượng. Đây là đoạn bờ tường của trường thủy lợi. Đấy, tuy nhiên nay con mương đã được cống hóa và trở thành phố Tam Khương, cho nên là rải rác có một số nhà cũng đã trổ cửa, trổ mở cửa nhìn ra phố Tam Khương để tận dụng sự muộn đi lại để hình thành để tiến hành buôn bán và bắt đầu hình thành nên một con phố thương mại sầm uất của thủ đô. Đấy, chúng ta đang ở hiện đoạn này trở đi thì phố Tam Khương trở thành ranh giới địa bàn của hai phường. Bên trái chúng ta là địa bàn của phường Khương Thượng, còn bên phải là địa bàn của phường Trung Liệt. Đấy, vì là phường Khương Thượng được phát triển lên từ làng Khương Thượng, một nơi mà rất nhiều dân cư rất là đông đúc, và một làng cổ, một làng Khương cổ, dân cư rất là đông đúc, cho nên khi con phố hình thành thì cũng rất nhanh chóng các nhà cấp 4, các nhà 1-2 tầng đã được nâng cấp lên thành các cái nhà cao tầng để hình thành nên một con phố rất mang dáng dấp hiện đại, phục vụ cho việc buôn bán. Đấy, chúng ta nhìn xem đấy, nhà bên phường Khương Thượng, nhà rất đẹp và cao to. Trong khi đấy ở bên tay trái là bên thuộc phường Trung Liệt thì nhà cửa vẫn còn thấp và vẫn còn nhiều các cái khoảng tường trống chưa được xây dựng, chưa có cửa hàng mở ra. Chúng ta chuẩn bị đến một cái ngõ to nhỏ to. Đây là ngõ 95 phố Chùa Bộc. Đây là một con ngõ rất to, cũng tương đối to, ô tô, hai ô tô tránh nhau đi vào được. Đấy. Và ngõ 95 phố Chùa Bộc, ngõ này lối từ phố Chùa Bộc sang phố Tam Khương, và đây là một con đường thoát hiểm cho rất nhiều người trong trường hợp mà chúng ta đi trên phố Chùa Bộc vào những giờ cao điểm, xe cộ đông đúc, dễ bị tắc đường, thì chúng ta có thể đi theo cái ngõ 95 phố Chùa Bộc này để thoát sang phố Tam Khương. Đấy, ở nơi mà cái mật độ xe cộ đi lại nó có phần thưa thớt hơn, có phần ít hơn, bởi vì đây là phố mới cũng chưa nhiều người biết. Đấy, và trên vỉa hè của phố Tam Khương bên phía phường Trung Liệt chúng ta thấy có những cái cây xanh đã trồng, những cây phượng đã trồng, mặc dù rằng là phố mới mở ra
nó hoàn thành được khoảng độ 1-2 năm nay, nhưng các cái cây phượng này cũng đã cao và xanh tốt, bởi vì bây giờ người ta toàn trồng những cái cây to, cao và đã trồng sẵn ở các nơi rồi, và người ta bứng vàng người ta trồng lại ở trên con phố này, nên chỉ sau 1-2 năm, sau một mùa là chúng ta đã có một con phố rực bóng cây, có một hàng cây xanh. Tại sao người ta lại đặt tên phố là phố Tam Khương? Tên phố Tam Khương đại diện cho ba cái làng Khương cổ ngày xưa là làng Khương Thượng, Khương Trung và Khương Hạ. Khương Thượng nay đã thành phường, thành một phường của quận Đống Đa, và Khương Trung, Khương Hạ cũng đã thành một phường của quận Đống Đa, của quận Thanh Xuân, nằm phía dưới quận Thanh Xuân. Ngoài ra còn đã hình thành nên các cái phường Khương Hạ, Khương Đình là những đã phường Khương mới nằm ở bên quận Thanh Xuân. Đấy, chúng ta thấy như vậy rằng là phố Tam Khương này là đại diện, là tên gọi chung cho cả ba cái làng Khương cổ. Đấy, để hình thành nên cái phố Tam Khương đại diện cho cả một vùng đất của các cái làng Khương cổ ngày xưa trên địa bàn Hà Nội. Chúng ta xem cái hệ thống cống, cái dự án cống hóa được thực hiện này cũng vẫn còn dở dang, chưa được thực hiện một cách hoàn thiện. Bởi vì khi mà hoàn thiện cái hệ thống cống hóa này thì cái phố Tam Khương sẽ còn dài hơn nữa, dài hơn cái địa giới hiện tại. Đấy, và có thể kéo dài đến chân cầu vượt ngã tư Sở đến sang bên kia nối vào phố Thái Thịnh, hình thành những cái ngã tư chỗ chân cầu vượt với Sở và phố Thái Thịnh, phố Tam Khương và phố Tây Sơn ở dưới, nữa. Nhưng bởi vì lý do gì phố Tam Khương chỉ dừng lại ở cái phố Khương Thượng mà thôi. Đấy, chúng ta thấy bên tay phải bắt đầu hình thành nên các cửa hàng, cửa hiệu với những cái nhãn hiệu hiện đại của các cái hãng thời trang, các cái bán hàng rất nhiều. Chúng ta thấy ở phía cuối này thì phố Tam Khương vẫn còn lác đác một số các cái biển hiệu ghi tên theo cái có những cái tên không chính thống, chẳng hạn như trước đây ở cái đoạn cuối của phố Tam Khương thì được gọi cư dân người đấy người ta gọi là ngõ 139 phố Khương Thượng. Đấy, bởi vì những người ta ở gần phố Khương Thượng thì người ta lại thích lấy tên ngõ của mình theo cái số nhà của cái phố Khương Thượng ở cái phố gần nhất đấy, để làm sao cho người ta dễ tìm, dễ nhớ. Đấy, tuy nhiên tôi nhắc lại, tên phố, tên ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng hay ngõ 139 phố Khương Thượng, đây là những tên gọi không chính thức được người dân tự đặt ra tiện lợi khi mà chưa có những cái tên gọi chính thức. Và nay tên phố Tam Khương đã được là tên gọi chính thức của con phố này, bởi vì cái gọi này đã được kỳ họp lần thứ 7 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 họp ngày 5/12/2018 thông qua. Chúng ta đang đến cuối rồi. Đấy, ta sẽ, tuy nhiên ở đoạn cuối này chúng ta vẫn lác đác bắt đầu thấy có những cửa hiệu đặt tên phố, đặt theo tên phố Tam Khương. Đấy, tuy nhiên vẫn còn cửa hiệu về 139 Khương Thượng, điển hình như hiệu cắt tóc. Có một điều rất đặc biệt, có ở phố Khương Thượng thì có hai cái trường học, trường cấp 1, trường cấp 2 Tam Khương lại nằm ở trên phố Khương Thượng. Đấy, và trên phố Tam Khương thì lại có trường cấp 2 Khương Thượng nằm ở đầu phố. Đấy, chúng ta đã nhìn thấy cái biển phố Tam Khương kia rồi. Đấy, và phố Tam Khương hiện tại tạm dừng ở chỗ ngã ba giao cắt với phố Khương Thượng. Đấy. Tuy nhiên theo dự án thì phố Tam Khương sẽ còn kéo dài đến chân cầu vượt ngã tư Vọng. Đấy. Tuy nhiên còn vướng mấy cái nhà ở bên phố Khương Thượng chưa giải tỏa được, cho nên là chỗ đáng ra là ngã tư chỗ này mới chỉ dừng lại và trở thành cái ngã ba. Hy vọng sau này sẽ là cái ngã tư giao cắt giữa phố Tam Khương và phố Khương Thượng. Đây là phố Khương Thượng. Đấy, phố Khương Thượng còn nhỏ hơn là phố Tam Khương. Phố Khương Thượng nhỏ hơn phố Tam Khương rất nhiều. Đấy. Đấy.
hy vọng rằng sau này phố Tam Khương sẽ được nối dài hơn hơn nữa. Và đến đây video chúng ta cũng xin tạm dừng lại ở chỗ này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin nhớ ủng hộ video clip nhé. Xin chào các bạn.